Bây giờ em cho anh biết cái họ tên của em, địa chỉ. Em Nguyễn Thị Nguyên, địa chỉ Cà em. Mau, Cái Nước. Nhưng mà khi mà trước kia là em bị bệnh lâu chưa? Chị cũng khoảng năm rồi. Một năm nay rồi mà mình đã điều trị những nơi đâu rồi? Chị ở Sài Gòn đi tô vậy đó. Thế là cũng có đỡ không? Nó có thiên giảm, nó về cũng uống thuốc xong nó cũng y vậy à. Cái lên mạng tìm thấy địa chỉ này nè, lại muốn liệu trình. Uống liệu trình đầu thì em cảm thấy hết cũng khoảng 80% rồi. Rồi. Nhưng mà tại em muốn uống thêm liệu trình thứ hai cho nó dứt căng thôi. Thế là bây giờ là cảm thấy là người cơ thể nó như cũ rồi đúng không? Nó là vô ngày thứ 6 của liệu trình thứ hai em cảm thấy hết luôn rồi nè. Rồi. Bây giờ em cố gắng làm cho chiếc căn được về, chiếc căn được về cả mẹ để nuôi tôm cho nó nhiều. Dạ. Thế qua là em thấy uống thuốc này, em nói cái phát biểu cảm nhận về cái thuốc này của anh. Dạ. Cái cảm nhận thì cái thuốc này sử dụng như thế nào? Nó dễ sử dụng. Dễ sử dụng, dễ uống lắm thầy. Nhưng mà có hiệu quả đúng không? Dạ, tại vì uống liệu trình đầu cũng khoảng 90% hay 80%. Thế em uống liệu trình đầu thì nó có thấy cái dấu hiệu nó đau tăng lên không? Nó mấy ngày đầu nó đau. Ừ. Mấy ngày đầu nó đau mà nó nóng từ bả vai xuống khuỷu tay. Ờ. Uống tới ngày thứ 9 thì nó giảm khoảng 90, nó không còn đau lại. Tức là khi mà đau quá rồi, điều trị các nơi rồi thì về mình mới lại trên mạng thấy cái địa chỉ ở đây. Dạ. Là 325 Trạng 19 Trần Quang Khải. Mới đầu nhìn địa chỉ cũng suy nghĩ lắm nè, có nên hay không. Nếu em cứ nói theo cái vấn đề cảm nghĩ của em rất là trung thực. Dạ. Để chia sẻ, gọi là mình chia sẻ cho những người mà người em ta. Em cũng gửi đến với những người nào mà bệnh thoái hóa cột sống cổ hoặc là sống lưng thì nên tự tin để nói chị. Đấy thì cái này bởi vì sao, một số có những người ấy, là người ta cũng còn nghi ngờ, còn nghi, mà hồ nghi xem là thuốc như thế nào. Em trên đường tới đây em còn nghi, em nói với người em nói lại mà thấy mấy ông thầy đàng hoàng mới chị chứ thầy không đàng hoàng không chị. Thế thì bây giờ thấy thầy cũng hiền. Thế bây giờ đến đây thì thấy cái đội ngũ nhà thuốc của anh như thế nào? Đàng hoàng. Đó chứ thấy mà ông đàng hoàng về em nói ghẻ. Thế mà phục vụ làm sao? Dạ. Tinh thần phục vụ của nhà thuốc thì thế nào? Cũng nhiệt tình. Em với chị đó chứ. Rồi. Anh xin cảm ơn em. Dạ. Chúc em như vậy là về Cà Mau là nuôi được nhiều tôm, nhiều thủy sản. Dạ. Thế thì nhớ là mình tập theo cái bài tập thể dục ấy. Dạ. Để nó đều đều thì nó duy trì cái cuộc sống của mình như nó dẻo dai hơn nhá. Em cũng có giới thiệu ông chồng và bạn cùng sao tới nè. Thì bây giờ là nói chung là không những cái này thì mọi người cũng đều có đến đây điều trị thì nói chung là nó rất là có hiệu quả thôi. Yeah. Nhé. Thấy cũng dễ uống. Mà mau hết. Rồi, anh xin cảm ơn em. Mẹ em bệnh lại em trở lại. Rồi, xin cảm ơn em nha.